Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiểu mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 3 năm nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng, đã có 83 cán bộ diện trung ương quản lý bị kỷ luật. Trong đó có 59 cán bộ vi phạm trước đó, 24 cán bộ vi phạm thời điểm hiện nay. Điều đáng tiếc là nhiều cán bộ không giữ được bản lĩnh, đạo đức cách mạng, mặc gục ngã trước đồng tiền của những công ty, tập đoàn lớn, gây thất thoát tài sản nhà nước, làm mất niềm tin nơi nhân dân. Dù họ có vô ý vi phạm hay do chưa biết sợ, đặt lợi ích của cá nhân cao hơn lợi ích của tổ chức mà sai phạm thì cũng cho thấy một thực tế có một bộ phận cán bộ đảng viên bị chi phối bởi quyền lực của đồng tiền. Những ngày cuối năm 2023, một số quan chức cấp cao bị khởi tố bắt tạm giam do nhận hối lộ vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Dẫn đến việc công ty xuyên Việt Oi có những khoản vay lớn tại các ngân hàng cùng khoản nợ thuế hơn 1.500 tỷ đồng chưa thu hồi được hay gần đây, phiên tòa xét xử đại án Việt Á cho thấy nhiều cán bộ đảng viên đã nhận hối lộ số tiền rất lớn, sai phạm dẫn đến việc đề tài nghiên cứu của nhà nước dễ dàng vào tay doanh nghiệp, cấp phép lưu hành kit xét nghiệm sai quy định, giúp doanh nghiệp trục lợi hàng ngàn tỷ đồng. Đây là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Những vụ việc thuộc lĩnh vực khó liên quan tới khối tư nhân nhiều cán bộ đảng viên suy thoái đã không giữ được bản lĩnh cám dỗ trước đồng tiền đã dẫn đến sai phạm. Đồng tiền là quyền lực đúng như vậy. À, nhưng nếu mà ai đó không làm chủ mình thì đồng tiền sẽ làm chủ họ. Ở khi mà đồng tiền đã làm chủ họ thì chắc chắn họ sẽ vấp ngã. Những cái cuộc tham nhũng đấy thì cũng chứng minh một điều rằng cái hệ thống pháp luật pháp lý và cái quy chế quản lý giám sát của chúng ta, đâu đó vẫn chưa được triển khai thực hiện một cách triệt để toàn diện. Qua các phiên tòa xét xử các vụ đại án, điều động lại là sự đau lòng trong đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như từ phía dư luận. Cái được là lôi ra ánh sáng được những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để nghiêm trị, nhưng cái mất là mất cán bộ, mất con người mà phải qua nhiều năm, nhiều khâu để đào tạo rèn luyện thử thách để giữ được những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Chúng ta luôn luôn biết được rằng đạo đức thì ở gần còn pháp luật thì ở xa. Trước khi người ta vi phạm những các cái vấn đề liên quan đến pháp luật ấy thì người ta phải được chế tài bởi những cái giá trị đạo đức trước đã. Nếu người ta gìn giữ được những cái giá trị đạo đức ấy, người ta biết cái gì nên làm cái gì không nên làm ấy, biết xấu hổ, biết cảm nhận thấy trách nhiệm đạo đức của mình đối với lại công việc và đối với xã hội ấy, thì tôi tin chắc rằng ấy, là sẽ không xảy ra các cái vụ đại án khiến chúng ta đau lòng nữa. Sức mạnh, quyền lực của đồng tiền đã khiến nhiều cán bộ đảng viên mắc sai phạm. Tuy nhiên, tham nhũng ở đâu đó vẫn ngang nhiên, trắng trợn. Nhiều cán bộ vẫn không biết sợ dẫn đến nhúng chàm, làm mất uy tín của cơ quan, đơn vị. Chính vì thế, trong năm 2023 nói riêng và từ đầu nhiệm kỳ 13 của đảng nói chung, Đảng đã liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực để từng bước tiến tới việc cán bộ giữ được bản lĩnh đạo đức cách mạng và không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Đến nay có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản đồng bộ quyết liệt hiệu quả tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định quyết tâm rất cao của đảng nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 đã quy định tội tham ô không chỉ giới hạn ở khu vực công như trước đây. Thế nhưng cho đến nay mới có doanh nghiệp bị xử lý và điển hình là vụ việc Vạn Thịnh Phát. Đây là vụ án có tổ chức điển hình xảy ra trong khối tư, nhiều về số tội danh bị can, những người có liên quan và nhiều nhất về số tiền tham ô, số tiền đưa và nhận hối lộ, số tiền gây thiệt hại thất thoát và đây cũng là điển hình của sự cấu kết giữa quyền lực kinh tế với quyền lực chính trị, được nắm giữ bởi những cán bộ đảng viên, thiếu bản lĩnh, buông lỏng quản lý, dẫn đến thiệt hại tài sản, mất niềm tin nơi nhân dân. Việc quyết tâm sớm đưa vụ việc bạn thịnh phát ra xét xử, một lần nữa đã khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của đảng là không vùng cấm, đi vào những lĩnh vực mới khó. Một triệu tỷ đồng được rút ra từ ngân hàng SCB trong vòng 10 năm. 2012 đến 2022 bởi bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trong đó, vị này đã tham ô 304.000 tỷ. Nhà chức trách đã khởi tố một loạt lãnh đạo cấp cục vụ, cán bộ thanh tra, kiểm toán, ngân hàng. Người nhận hối lộ nhiều nhất là Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước với số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Số tiền nhận hối lộ nhiều nhất từ trước tới nay từ vụ việc trên tại diễn đàn quốc hội khi thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nhiều đại biểu cho rằng phải quan tâm đến thực trạng những ông chủ thực sự của các ngân hàng và các cổ đông cần tránh trường hợp người dân vay thì khó còn cổ đông và ông chủ lại vay rất dễ dàng. Nếu không kịp thời phòng ngừa, sẽ lại xảy ra trường hợp như SCB. Hay một vấn đề khác rất được quan tâm, đó là nhờ người khác đứng tên. Đại biểu nhận thấy về quy định nghĩa vụ của cổ đông không được góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật. Thế nào là nhờ góp vốn dưới tên người khác? quy định này chúng ta sẽ triển khai thực tế như thế nào và sẽ rất khó. Cho nên là tôi đề nghị là chúng ta phải quy, rất cụ thể quy định này để có cơ sở, có phương pháp, cách thức nào để chúng ta phòng ngừa được cái việc mà nhờ trước những cái ma trận mà ta hay gọi một cách mỹ miều đó là cái hệ sinh thái mà do các người mà gọi ta gọi là do các ông bầu hay do các cái ma đam đứng sau các ngân hàng tạo dựng lên những hệ sinh thái ma trận như vậy. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trả lời trên báo chí về vụ Vạn Thịnh Phát đã nhấn mạnh đây là lần đầu tiên xử lý tham ô đối với chủ doanh nghiệp tư và đồng phạm. Đây là lời gian đe cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Các doanh nghiệp doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp đồng sở hữu tổ chức tín dụng, cần xem đây là tấm gương để tự soi, tự sửa. Trước đó năm 2022, Bộ Chính trị có thông báo kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó có nội dung đẩy mạnh phòng chống tham nhũng ngoài khu vực nhà nước Điều này cho thấy Đảng đã nhận diện và quyết tâm chống tham nhũng ở lĩnh vực mới và khó. Đó là khối tư nhân, bởi tham nhũng hiện là mối quan hệ chẳng chịt. Như vò bạch tuộc giữa doanh nghiệp và quan chức, chưa kể nhiều doanh nghiệp tư nhân lại là sân sau của một số quan chức. FLC Tân Hoàng Minh, SCB, này, H, C, B này mà đây là những trường hợp hết sức cần thiết phải 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 xử lý và hy vọng rằng qua xử lý của năm 2023 trở về trước thì nghĩ rằng trong 2024 và những năm tiếp theo cái tình trạng mà tham nhũng tiêu cực móc nối giữa cơ quan trong ở nhà của nhà nước doanh nghiệp của nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước hoặc là những tổ chức cá nhân ngoài nhà nước đó sẽ sẽ dần bước được khắc phục dần bước được hạn chế để lấy lại niềm tin và kỳ vọng của người dân. Người ta vẫn nói rằng là khu vực tư người, người ta có hồi, đâu, đâu nhưng anh trong sạch thì nó vẫn không xảy ra chuyện. Đó. Ờ thì đánh rằng là khu vực tư thì người ta luôn luôn tìm cách là hối lộ mua chuộc quan chức để mang lại lợi nhuận cho mình vân vân bằng cách này bằng khoản tiền nọ tiền kia. Nhưng nếu thực sự anh là một cái người cán bộ có tâm có tầm thì cái đó là nó không xuyên thủng được cái. Thực tiễn cho thấy chống tham nhũng khu vực tư khó hơn khu vực công rất nhiều bởi doanh nghiệp và người dân được làm những thứ pháp luật không cấm. Còn cán bộ công chức thì chỉ làm được những gì mà pháp luật cho phép. Chính những cán bộ không đủ bản lĩnh đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để bắt tay với khối tư nhân. Khi đảng tiến hành mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước, cũng chính là chống tham nhũng thực chất và đánh vào chỗ hiểm nhất của tham nhũng. Sợ sai, né tránh, đùng đẩy trách nhiệm được dư luận cho là căn bệnh của không ít cán bộ khi mà những cơ chế chưa bắt kịp được những thay đổi trên thực tiễn. Do đó, trong nhiệm kỳ 13 của đảng, vấn đề này tiếp tục được đảng nhà nước quan tâm, để những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám xé rào theo cách phải vi phạm pháp luật, thậm chí là hy sinh cả sinh mệnh chính trị của mình. Vụ án liên quan đến chuyến bay giải cứu, vụ án tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, vụ án tại công ty AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là những đại án được các cơ quan chức năng đưa ra xét xử nhiều cán bộ đảng viên ở trung ương địa phương là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Đây là một trong những kết quả quan trọng của công tác đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước trong năm 2023. Tuy nhiên, có thực tế, có nơi, có cán bộ, có tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt trí, làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bên trong là cán bộ sợ sai. Bên ngoài dân chúng thở dài lo âu. Sợ sai rồi, còn né tránh, còn đùn đẩy. Cái gì thuận lợi thì vơ vào mình, cái gì khó khăn là đẩy ra. Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ tâm lý lo sợ rủi ro, không năng động sáng tạo không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ vì thực tế cố ý làm trái và năng động sáng tạo hành vi là giống nhau chỉ khác ở chỗ hậu quả hay hiệu quả mà thôi hiện tượng chờ đợi đun đẩy né tránh trong thực thi công vụ đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội đã được nhìn nhận ngay từ đầu nhiệm kỳ chính phủ của quốc hội khóa 15 nhưng nó đang có nguy cơ trở thành căn bệnh trầm kha hơn khi có quá nhiều quy định trồng chéo khó tháo gỡ khiến cán bộ không dám làm, làm sợ dẫn đến sai. Chính vì vậy, lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không để lãng phí thời gian trong phát triển kinh tế xã hội. Phải thực hiện cái kỷ luật kỷ cương hành chính, rồi thực hiện nghiêm các cái quy chế làm việc, tránh cái đùn đẩy, tránh cái chờ đợi và tránh cái bỏ sót cái công việc, kịp thời chủ động thực hiện các cái đề xuất tháo gỡ khó khăn của các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân. Cái gì thuộc thẩm quyền của mình là phải diện giải quyết theo thẩm quyền. Tháng 9 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Văn bản pháp lý này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân. Kỳ vọng sẽ tạo động lực cho những cán bộ đảng viên năng động, sáng tạo, dám vượt rào vì sự phát triển chung của kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là nghị định không thể thay thế điều chỉnh các quy định của luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội, chính phủ sớm nghiên cứu sửa đổi pháp luật. Có như vậy, người cán bộ mới có điểm tựa vững chắc, không còn tâm lý tha đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Chúng ta phải xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ dám làm, theo cái nghĩa là xé rào là vi phạm pháp luật để khắc phục những bất cập của pháp luật không phải đem cả sinh mệnh chính trị của mình để thực thi chức trách nhiệm vụ mà phải tìm cách lách từ cái từ cái tên của công trình của công việc cho đỡ bị chú ý đến phải trình bày nhỏ to để cơ quan chức năng thông cảm bỏ qua dơ cao đánh khẽ việc quyết liệt ra soát hàng trăm văn bản để tìm ra những mâu thuẫn trồng chéo bất cập vướng mắc <laughs> theo nghị quyết 101 là cơ sở để sửa đổi bổ sung các quy định xử lý những vướng mắc tồn tại từ nhiều năm tạo hành lang pháp lý cho cán bộ của chúng ta an tâm hơn chủ động hơn trong thực thi công vụ giảm bớt căn bản cách căn bệnh không dám làm những việc cần phải làm do vi phạm các quy định hiện hành. Cựu giám đốc CDC Bình Dương, Nguyễn Thành Danh, đã được Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, tuyên miễn trách nhiệm hình sự trong đại án Việt Á. Đáng chú ý, ông nhiều lần từ chối nhận tiền dù công ty Việt Á có ý định chi phần trăm hoa hồng. Trao đổi với báo chí, ông Danh cho biết, tin tưởng qua câu chuyện của mình, chủ trương bảo vệ những người dám nghĩ dám làm không vụ lợi sẽ được thực hiện trong thực tế. Đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung của tiểu một chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.